Kính thưa quý vị, hình ảnh chú chó canh giữ xác của bạn gây xúc động trên cộng đồng mạng. Tương tự Trung Quốc, mới đây những hình ảnh về một chú chó canh giữ xác của bạn suốt đêm tại Ngân Xuyên, khu vực tự trị Ninh Hạ Hồi nằm ở phía bắc Trung Quốc đã gây ra một làn sóng xúc động đối với cộng đồng mạng tại Trung Quốc. Vào hôm 22 tháng 12 vừa qua, một chú chó nhỏ màu trắng đã bị xe cán chết giữa lòng đường phố. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, một chú chó khác đang ngồi cạnh xác bạn suốt đêm, mặc dù nhiệt độ ngoài trời lúc đó chỉ có 13 độ C. Chứng kiến hình ảnh cảm động này, một người phụ nữ đã đặt một chiếc ghế ra giữa đường nhằm cảnh báo cho các tài xế không đâm vào hai chú chó nhỏ. Một số người qua đường đã chụp lại hình ảnh của chúng và đăng tải trên trang mạng Internet, thu hút một lượng lớn sự quan tâm của cộng đồng mạng tại Trung Quốc. Cảm động trước tình bạn của hai chú chó, chủ của một nhà hàng lân cận đã chôn cất chú chó lông trắng tại một công viên gần đó. Theo người dân ở khu vực này cho biết, trong suốt quãng đường đưa xác chú chó kia đi chôn, chú chó trung thành vẫn lặng lẽ đi theo cho đến khi người bạn của nó được chôn cất cẩn thận thì mới bỏ đi.